Đây là tiết mục con trai giải tỏa hormone, con gái mê trai ủng hộ à. Cố lên, cố lên, cố lên. Sai. Đây là phim chàng trai kiêu ngạo. Hạ Minh giành bạn gái. Chơi một ván đi. Tôi không biết chơi. Đó là Cố thiếu gia đúng không? Anh ấy muốn ra sân chơi bóng sao? Bạn trai hiện tại và bạn trai tin đồn đỏ sức. Diệp Trẫm Hàm là sao vậy? Mau thông báo với mọi người. Phải. Lại ở đây trêu hoa ghẹo bướm. Đấu một hay đấu nhóm? Cậu chọn đi. Đây là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng cấp trường đúng không? Tố Nguyệt, sửa cậu ta đi. Có tôi đây. Cậu điên à, theo thành tích trước đây lại thêm con số âm của tôi thì tỷ lệ thắng của chúng ta bằng không. Không sao, thôi bỏ đi. Sao anh đến đây? Có chơi hay không? Tố Nguyệt, sửa cậu ta đi. Sửa đi, sửa. Khoa cờ khí chúng ta sợ khoa tài chính chắc. Đừng đấu, đừng đấu. Có chuyện gì đâu, sao phải đấu? Im đi. Được. Mấy người đấu. Chúc mấy người ngầu vui vẻ. Cậu đấu đơn hay là cùng lên? Tưởng bên tiểu lạc lạc nhà ta không có ai thật cả. Nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Chuyện đi đâu, chuyện, máu chuyện đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Bóng đẹp tuyệt lắm. Vào tiếp một quả. Cố lên, cố lên. Tốt. Ngôn Cửu Nguyệt cố lên. Cửu Nguyệt, cậu làm được mà. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ngôn Cửu Nguyệt cố lên. Ngôn Cửu Nguyệt cố. IGE, strange name, amazing shows.